40% gia đình ở các đô thị lớn của Việt Nam hiếm khi có một bữa cơm chung với đầy đủ thành viên, và rất nhiều trong số đó thậm chí là không thể có bữa ăn sáng tại nhà. Một trong những nguyên nhân được đưa ra là vì chúng ta có quá nhiều việc phải làm trong một khoảng thời gian ít ỏi của buổi sáng trước khi đến cơ quan. Khảo sát của Công an thành phố Hà Nội cho thấy là hơn 71% người được hỏi đồng ý giải pháp đổi giờ học giờ làm để giảm ùn tắc. Dù có nhiều tranh cãi về mức độ tin cậy của số liệu này, nhưng chúng tôi cho rằng có cơ sở để tin vào con số đó. Thực tế thì rất nhiều nước trên thế giới từ lâu đã áp dụng quy định là giờ làm việc buổi sáng bắt đầu từ lúc 9 giờ. Vậy thì cuộc sống ở đây diễn ra như thế nào? Tình trạng ùn tắc giao thông có nhờ thế mà giảm bớt hay không? Ngày hôm nay thì khách mời Trần Hữu Minh sẽ giúp chúng ta trả lời những câu hỏi này. Và xin được cảm ơn ông đã nhận lời mời tham dự chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Không chỉ là một người có rất nhiều những kiến thức và kinh nghiệm về giao thông khi đang đảm nhiệm chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, mà quan trọng hơn là ông Minh và gia đình đã từng có 10 năm sinh sống ở tại Anh. Trước hết thì ông có thể chia sẻ là hoàn cảnh cũng như là nguyên nhân vì sao mà gia đình mình lại chuyển đến Anh để sinh sống, và sinh sống ở tại vùng nào trong khoảng thời gian bao lâu? Tôi trước khi sang Anh thì tôi là giảng viên của trường Đại học Giao thông Vận tải. Thế và khi năm 2013 khi mà tôi 2003 khi mà tôi sang đó nghiên cứu thì tôi sống ở tại thành phố Leeds. Thế sau khi tôi sang một thời gian thì cả gia đình cũng sang cùng để ở đấy. Thế và sau khi tôi học tập khoảng 4 năm ở Leeds thì tôi dành thêm 6 năm nữa cùng với gia đình sống và làm việc tại Manchester. Và đến năm 2013 thì tôi kết thúc cái thời gian làm việc ở đó và quay trở về Việt Nam. Vậy thì như vậy là cả gia đình mình, cả vợ và con của ông cũng đều đi sang bên đó và sinh sống ở tại Anh đúng không ạ? Vậy thì trong khoảng thời gian mà cả gia đình mình mới chuyển sang bên đó sinh sống và làm việc thì liệu rằng sinh hoạt của gia đình có bị xáo trộn nhiều hay không? Thực ra thì nếu như nói về mặt xáo trộn thì cũng có những cái thay đổi. Tuy nhiên là nó có hai cái vấn đề mà hỗ trợ tôi, cái gia đình tôi rất tốt trong quá trình mà học tập và làm việc ở đó. Thứ nhất ấy là cái thị trường nhà ở là rất phong phú và đa dạng, thế nên là cung cấp cho cái người, bất cứ một người dân nào, một cái cư dân nào ở đến đấy thì đều có cái lựa chọn rất là phù hợp so với cái điều kiện của mình. Thứ hai là sau, đặc biệt trong quá trình làm việc ấy, thì cái mức thu nhập ấy hoàn toàn có thể đủ để cho bạn có thể trang trải chi trả các cái nhu cầu trong cuộc sống một cách rất là thoải mái. Thế nên cái điều đó giúp cho chúng tôi hòa nhập vào cái xã hội đó một cách rất là nhanh chóng và không gặp phải những cái vấn đề lớn. Và không phải kêu ca nhiều về việc là lương không đủ sống đúng không ạ, hay là khó khăn để có tìm được một chỗ ở ổn định. Xin được hỏi ông là khi mà gia đình chuyển sang đó, tôi được biết rằng là ở tại Anh thì giờ làm việc của công sở cũng như là giờ bắt đầu vào học của các em học sinh là bắt đầu vào 9 giờ sáng. Vậy thì tôi băn khoăn không biết là khoảng thời gian buổi sáng của gia đình mình diễn ra như thế nào. Có lẽ là sẽ không cập dập như là ở tại Hà Nội, khi ở tại Việt Nam khi mà giờ đến công sở và giờ đi học đều rất là sớm. Cái thời gian mà các cháu bắt đầu học ấy, thì thông thường là sớm hơn thời gian bắt đầu làm việc một chút để tạo điều kiện cho phụ huynh, các bậc cha mẹ có thể đưa đón con cái đến trường, thì sau đó thì bắt đầu chuyến chuyến đi để đến nơi làm việc. Thì ở đây là có một cái sự khác biệt mà tôi cho rằng tương đối lớn. Đấy là việc là mặc dù là các cái cơ quan nói chung thì họ đều có một cái khung thời gian nhất định tương đối ổn định cho việc bắt đầu thời gian làm việc. Chẳng hạn như là 8 rưỡi hoặc là 9 giờ, 8 rưỡi với một số trường học và 9 giờ đối với cả công sở. Thế nhưng mà cái quy định để cho cán bộ công nhân viên có thể thực hiện bắt đầu cái ngày làm việc một cách linh hoạt ấy, thì lại rất là dễ. Đấy. Thế nên là mặc dù cái công sở, cái cơ quan đấy bắt đầu là 9 giờ nhưng có thể chỉ 50% nhân viên là bắt đầu vào lúc 9 giờ đấy. Thế còn lại 50% ấy là có thể bắt đầu trước hoặc là sau. Và về nguyên tắc chung thì những người bắt đầu trước thì kết thúc trước, thế còn những người bắt đầu sau thì sẽ kết thúc sau. Thế và cái khoảng thời gian giữa lúc mà các cháu bắt đầu học cho đến cái quãng thời gian mà bắt đầu các bậc cha mẹ bắt đầu làm việc ấy là được tính toán dựa vào cái cự ly đi lại từ cái chuyến đi trung bình là mất bao thời gian để làm sao đảm bảo cho cha mẹ có thể đến cái công sở một cái thời gian phù hợp nhất. Vâng, như vậy là không phải là nhân viên công sở nào cũng đều bắt đầu công việc vào lúc 9 giờ sáng mà Đúng có rồi. sự thay đổi linh hoạt đúng không ạ? Vậy thì xin được hỏi là khoảng thời gian buổi sáng trong gia đình mình thì có diễn ra cập dập hay không? Hay là khi mà bắt đầu giờ làm việc muộn như vậy thì mọi người đều có thời gian để ăn bữa sáng, bữa quan trọng nhất trong ngày? Tôi thấy rằng ấy là nếu như
nói về cái khối lượng công việc ở trong một gia đình thì tôi tin rằng là dù là một gia đình Việt Nam hay là một gia đình Anh Quốc ấy, thì vào cái buổi sáng họ đều có cái khối lượng công việc giống như nhau thôi. Tức là đối với bọn trẻ khi mà bắt đầu tỉnh dậy thì phải làm vệ sinh cá nhân, phải chuẩn bị quần áo, phải ăn sáng rồi vân vân vân. Thế thì ở đây cũng có một cái sự khác biệt nhất định. Ví dụ như là cái tỷ lệ mà những người ăn sáng ở nhà ấy, là tôi thấy là cao hơn. Tức là họ có thể có cái thời gian để chuẩn bị bữa ăn sáng ở nhà, thế sau đó ấy là đến trường. Thế còn tiếp nữa là có một cái khác biệt ở đây là tôi thấy rằng ấy là cái mật độ trường ấy là tương đối dày, thế nên là cái khoảng cách từ từ nhà cho đến trường ấy là đi lại thuận tiện hơn. Và trong trường hợp của tôi ấy là các cháu thậm chí là có thể đi bộ đến trường với khoảng cách chỉ khoảng 200-300 mét thôi. Thế và cái đó không mất nhiều thời gian. Vâng, như vậy là bắt đầu giờ làm việc, giờ đi học mà muộn hơn như vậy thì buổi sáng tất cả các thành viên đều có nhiều thời gian hơn để ăn một bữa sáng tại nhà tốt cho sức khỏe hơn, có thời gian thư thả để tới công sở, tới trường học. Điều này thì tốt cho các thành viên nhưng mà về phía các công ty thì sao? Bởi vì tôi được biết rằng là mặc dù bắt đầu giờ làm việc vào 9 giờ sáng tức là muộn hơn khoảng 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi so với giờ làm việc ở tại các công sở ở tại Việt Nam. Nhưng mà giờ kết thúc làm việc ở công sở thì cũng thường là 5 giờ. Vậy thì khoảng thời gian ở tại công sở sẽ bị co ngắn lại. Và với một khối lượng công việc lớn như vậy thì tôi e rằng là mọi người sẽ không thể hoàn thành được công việc. Tôi đồng ý là có cái sự khác biệt, và tôi cho rằng là cái sự khác biệt quan trọng nhất, cơ bản nhất là sự khác biệt về văn hóa. Nếu như chúng ta thấy rằng là ở tại các cái quốc gia chẳng hạn như châu Âu chẳng hạn, thì họ thông thường quản lý công việc dựa trên cái kết quả cuối cùng. Thế nên là dù có anh bắt đầu sớm bắt đầu muộn, nếu như anh làm xong cái công việc đó trong một cái khoảng thời gian nhất định phù hợp với cái yêu cầu của người quản lý thì tất cả những cái vấn đề đó là ok, không vấn đề gì cả. Nhưng ở châu Á thì có xu hướng ấy là chúng ta đặt đặt quan trọng hơn những cái vấn đề về cái sự trung thành, về cái sự tận tâm của nhân viên với công ty. Thế nên là tại châu Á thì thông thường ấy là nhân viên chỉ rời văn phòng công sở khi mà cái người lãnh đạo của mình rời khỏi văn phòng thôi. Trong khi tại châu Âu thì anh có khi kết thúc công việc anh hoàn toàn có thể về trước, không có vấn đề gì cả. Thì tất nhiên đây là mỗi cái mô hình đều có ưu nhược điểm. Không không thể nói là cái mô hình này là dở hay là hoàn hảo cả. Tuy nhiên tôi cho rằng ấy là cái sự khác biệt ấy, bắt đầu có cái sự bắt đầu từ văn hóa. Thế vào đây như chúng tôi thì chúng tôi bắt đầu cái thời gian làm việc từ khoảng 9 giờ. Thế và sau đó thì có khoảng nửa tiếng để ăn trưa. Thế sau đó thì lại quay lại làm việc. Thế và bắt đầu từ 9 giờ đến kết thúc 5 giờ. Thế còn ở Việt Nam chúng ta thì chúng ta bắt đầu sớm hơn. Thế và cái khoảng thời gian nghỉ trưa ấy là dài hơn. Thế và chúng ta cũng cũng kết thúc tầm tầm 5 giờ như vậy. Thế ở đây là cái quãng thời gian nghỉ trưa ấy thì tôi cho rằng ấy là cũng rất khó để nói là nửa tiếng là tốt hay là 2 tiếng là tốt, bởi vì là cũng có rất nhiều quốc gia là họ cũng là quốc gia phát triển, chẳng hạn như Pháp, như Italia ấy, thì cái quãng thời gian nghỉ trưa ấy cũng rất là lớn, có thể từ khoảng 1 tiếng rưỡi cho đến 2 tiếng đủ để cho người lao động có thể có một cái bữa trưa tương đối thịnh soạn và thậm chí uống một cốc bia, thế sau đó họ quay lại làm việc. Tuy nhiên là cái tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là vấn đề chúng ta quản lý được cái hiệu quả công việc. Chính xác đúng không? Kết quả mới là điều quan trọng nhất. Xin cảm ơn ông. Thưa quý vị, người ta thường bảo làm việc tại các nước phát triển hay là tại các công ty nước ngoài được đặt ở tại Việt Nam thường rất căng thẳng bởi làm việc muộn hơn, đồng nghĩa với khối lượng công việc phải xử lý trong khoảng thời gian 8 tiếng đồng hồ sẽ nhiều hơn, trong khi thời gian nghỉ trưa thì lại rất ít. Tuy nhiên, thông tin sau đây của chúng tôi sẽ thay đổi suy nghĩ đó của rất nhiều người. Chuyên gia nghiên cứu về giấc ngủ, giáo sư Paul Kelly thuộc Đại học Oxford Anh cho biết, nhân viên nên bắt đầu làm việc vào lúc 10 giờ sáng vì xã hội của chúng ta đang thiếu ngủ trầm trọng. Thế nên việc ép nhân viên làm việc trước 10 giờ sáng chẳng khác gì là tra tấn họ, khiến họ trở nên ốm yếu, mệt mỏi và căng thẳng. Các thí nghiệm trong nghiên cứu về nhịp sinh học của giáo sư Kelly cũng cho thấy rằng một đứa trẻ ở độ tuổi trung bình là 10 sẽ không thể tập trung trọn vẹn trước 8 giờ 30 phút sáng. Người từ 16 tuổi trở lên thì nên bắt đầu học vào lúc 10 giờ sáng. Ngủ quá ít hoặc giấc ngủ bị gián đoạn sẽ khiến tinh thần không được thoải mái, gây ra căng thẳng, ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm trạng và hiệu suất làm việc.
Vị giáo sư này cũng gợi ý việc bắt đầu giờ học, giờ làm muộn sẽ mang lại những lợi ích to lớn cho cả học sinh, sinh viên, lẫn người lao động trưởng thành. Còn theo các chuyên gia về giấc ngủ của trường đại học Georgia State, Mỹ, việc dậy sớm và phải đến công sở trước 9 giờ sáng là một sự tra tấn đối với sức khỏe, làm tăng nguy cơ mắc các bệnh về tim, béo phì và ung thư. Nghiên cứu này khẳng định thiếu ngủ gây tổn hại đến thần kinh là nguyên nhân của 10% số vụ tai nạn ô tô chết người. Do đó, giờ làm việc được khuyến nghị nên bắt đầu từ 10 giờ sáng. Tuy nhiên, để giải quyết tình trạng thiếu ngủ phổ biến hiện nay của cư dân đô thị không dễ, vì đó là một vấn đề của toàn xã hội, và cũng khó để một cơ quan, đơn vị nào đó bắt đầu giờ làm việc vào lúc 10 giờ sáng. Bởi thế, giải pháp duy nhất hiện nay là tắt tất cả các thiết bị phát sáng vào buổi tối như smartphone, máy tính và lên giường sớm hơn một tiếng so với trước đây để có thể dậy sớm vào ngày hôm sau. Vâng, thưa anh, với thời gian làm việc và học tập mà lùi lại một tiếng thì anh cảm thấy rằng là sức khỏe cũng như hiệu quả làm việc của anh và gia đình mình thế nào, có khác nhiều không ạ? Tôi cho rằng là con người sẽ phải thích nghi với cái điều kiện cụ thể. Tất nhiên là khi mà chúng ta lùi lại thì hay sớm lên ấy, là cái yếu tố quan trọng nhất là phụ thuộc vào cái điều kiện, đặc biệt là điều kiện về địa lý, về thời tiết. Tại sao họ làm việc muộn hơn? Bởi vì là cái điều kiện thời tiết của họ rất là lạnh, và bầu trời bắt đầu buổi sáng rất là muộn, thế nên là họ làm việc muộn hơn, trong khi chúng ta ấy thì có thể sớm hơn. Thì đấy là cái lý do. Vâng, thế còn về vấn đề giao thông thì sao ạ? Đây cũng là một sự khác biệt, tức là về cái mức độ ùn tắc giao thông ấy, thì tôi thấy rằng ấy là như tôi sống tại Manchester, là một trong những thành phố mà bị ùn tắc nhiều ấy, thì tôi cũng không phải chịu cái sức ép về ùn tắc giao thông lớn như tại Hà Nội hiện nay. Thế và thứ hai là tôi có nhiều lựa chọn hơn trong đi lại. Thế chẳng hạn, ngoài việc là đi xe ô tô cá nhân, có thể đi xe buýt rất là thoải mái. Ngoài ra có thể đi bộ hoặc thậm chí là đạp xe đạp đi cơ quan mà không gặp một cái vấn đề gì trở ngại. Trong khi ở đây chúng ta thì kể cả đi bộ và đi xe đạp thì đang gặp rất nhiều khó khăn. Và thưa ông Hữu Minh, là sau 10 năm đã quen với giờ giấc làm việc ở tại Anh, tức là làm việc muộn, thì khi quay trở về Việt Nam vào năm 2013 đúng không? Phải bắt đầu làm việc vào lúc 8 giờ sáng, sớm hơn như vậy thì gia đình ông có gặp nhiều bỡ ngỡ, nhiều xáo trộn hay không? Tôi gặp phải những cái vấn đề mà tôi vừa nêu. Thứ nhất là gặp cái vấn đề về làm sao phải đi sớm hơn để tránh ùn tắc giao thông. Thứ hai là chỉ có một cái lựa chọn phương tiện duy nhất để có thể thực hiện chuyến đi, đó là phương tiện cơ giới cá nhân. Thế còn thực ra chúng tôi rất muốn đi bằng phương thức đi bộ và đi xe đạp để đến trường, cho các cháu đến trường, nhưng mà hiện nay thì đang chưa khả thi. Từ kinh nghiệm bản thân thì ông nghĩ sao nếu mà Hà Nội cũng định là lùi giờ học giờ làm muộn giống như các nước phát triển? Cái phương án chi tiết tôi cho rằng cần phải được khảo sát để làm sao phù hợp với cái điều kiện của người dân, lấy các cái điều tra xã hội học, thế và cái điều kiện về mặt thời tiết, về khí hậu. Tuy nhiên là cái đấy là một hướng hoàn toàn khả thi, và để làm cho hiệu quả thì tôi cho rằng là ngoài cái việc xác định những cái khung thời gian thì nên cho doanh nghiệp một cái quyền chủ động để họ có thể quyết định cái mức đó cho cán bộ nhân viên. Ngoài ra ví dụ như là các cái giải pháp hỗ trợ khác, chẳng hạn như là các trường học có thể tổ chức các cái cơ sở hạ tầng để làm sao có thể đón các cháu sớm hơn và giữ các cháu muộn hơn. Thế hoặc là các cái phương án tổ chức giao thông, đặc biệt là giao thông đi bộ và xe đạp, để cho các cháu học sinh là có thể tự đi đến trường được, cũng sẽ góp phần giảm tải cái mức độ ùn tắc giao thông. Thế ngoài ra là các cái quy định về mặt pháp luật để làm sao vừa khuyến khích vừa bảo hộ người lao động trong trường hợp người ta muốn làm việc linh hoạt. Vâng. Thì đấy là những căn cứ rất là quan trọng. Thế hoặc là các công cụ kinh tế để cho ví dụ như là đi lại vào giờ cao điểm thì đắt hơn giờ bình thường, thì cũng là những giải pháp để hỗ trợ cho cái chính sách đó. Vâng, chúng ta hoàn toàn có thể làm được nếu mà chúng ta có một kế hoạch đồng bộ và một kế hoạch khoa học hợp lý. Xin cảm ơn ông Hữu Minh vì đã tới với trường quay Chào Buổi Tối với những chia sẻ rất là phân tích rất là thú vị.